Vâng, xin chào cả nhà. Hôm nay Bình sẽ chia sẻ cho cả nhà được thấy đó là một khách hàng anh Sinh ạ. Anh ấy cũng đã sử dụng sản phẩm đó là tiếp dồn nóng và cảm thấy rất là thích sản phẩm này. Và chào anh nhá. Hôm nay anh có thể chia sẻ cho tất cả mọi người, khách hàng và cũng như là các đối tác bên chúng em cảm nhận của mình khi sử dụng tiếp dồn nóng được không ạ? Ok, mình rất cảm ơn. Cảm ơn tất cả các đầu tiên mình cảm ơn là công ty Lô Hội đã phát hành sản phẩm mà mình cảm nhận rất thích. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cho mình cái sản phẩm đến tận tay mình dùng. Thì trong quá trình mình dùng, mình quả thật lòng là trong ngày mình đã dùng đến từ ngày có sản phẩm này, mình đã thay thế nào là tất cả những cái đau xương đau cốt ngày xưa thường là dùng rồi mật gấu rồi các loại. Mình khi mình dùng hai cái loại này mình cảm nhận rằng là từ ngày mình dùng rồi mình thấy mình khỏe da và trẻ da, xương cốt nghĩa là tốt lên rất nhiều, và cái ảnh hưởng của nó lúc nào mình cũng cảm nhận được, có nghĩa là thiếu nó mình không thể chịu được. Đây là sự thật mà mình cũng chứng minh cái sự thật và sản phẩm thật và cũng con người thật. Thế thì trong quá trình như thế này mình chỉ có đôi lời là khuyến các bạn và những người muốn dùng thì nên chia sẻ với công ty Lô Hội và các đại lý mà các bạn bán cái sản phẩm này. Đấy, lời anh nói thấy khác biệt sản phẩm này với sản phẩm khác như thế nào? Thì thực ra mà nói cái sản phẩm này thì mình cũng đã kiểm tra qua thì đều có nghĩa là xuất xứ từ Mỹ, cho nên từ cái mã vạch, từ cái sản phẩm được có nghĩa là 100% đấy, không có giả, không có hàng mà bán. Đấy, cho nên hôm nay mình cơ hội lắm, hết hàng hôm nay rồi, may có cậu ấy cho mình cái này, mình hôm nay cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ trong cái lúc khi mình cầm cái này. Nên những bạn nào muốn dùng cái này thì xin liên hệ qua các bạn, thì các bạn sẽ được cái điều tốt đẹp nhất và hay nhất trong cuộc sống và hay nhất trong cái sức khỏe của mình lên tìm mình. Mình nói vậy thôi, xin cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.